mình sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập bài học số 2 nha, là bài đường kính và dây của đường tròn. Trước khi sửa bài tập tôi cũng nhắc sơ lý thuyết thôi nha các em, và nhấn mạnh trọng tâm để các em học bài nha. Tôi nhận xét bài học này là khá quan trọng nha. Bài học này sẽ cho các em cách chứng minh thêm một phương pháp chứng minh vuông góc và thêm một cách chúng mình được hạ cận bằng nhau ha. Đó. Vậy thì trước kia thì em phải luôn phải nhớ đến trong bài học này định lý một này là gì, trong một đường tròn nha, đường kính chính là dây lớn nhất, cái điều này các em cũng phải biết rồi, quá đơn giản nha. Rồi tôi muốn nhấn mạnh trong đây bài học các em ngày hôm nay họ chính là có hai định lý nha, định lý thứ hai và định lý thứ ba nha. Định lý hai này các em, trong một đường tròn đường kính đi đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây, đó là định lý số 2 nha. Tại sao vậy? Em nhìn vô hình vẽ nha, tôi nói sơ một chút xíu thôi để hướng dẫn em phương pháp chứng minh, còn khi thực hành thì không cần làm điều này nha. Em nhìn vô hình vẽ nè, tôi có một cái đường kính đúng không, vuông góc với một dây, dây CD đó nha, nó vuông góc với dây CD đấy anh nhá. Tại sao mà OA mà vuông góc với CD thì lập tức mình có thể kết luận là CE bằng ED được. Tôi giải thích nha, em nhìn này, em nhìn cho tam giác ODC, em thấy không? Tam giác ODC không? Có phải có OD bằng OC không? OD bằng OC chính là tam giác cân, đúng không? Tam giác có hai cạnh bằng nhau, tam giác cân. Mà mình học trong chương trình lớp 7 về tam giác cân, trong tam giác cân đường thẳng xuất phát từ điểm cân, đúng không? Điểm cân là đỉnh O. Nếu là đường cao, lập tức chính là đường trung tuyến, lập tức chính là đường trung trực và lập tức cũng là đường phân giác, đúng không em? Vậy này, tam giác DOC là tam giác cân, mà OE là đường cao. Vậy thì đường OE chính là đường trung tuyến hoặc là đường trung trực được không? Nha, đó. Đường trung tuyến thì chắc anh đi qua trung điểm của các đối diện rồi. Vậy lập tức CE bằng ED. À, hay là lập tức OE là đường trung trực. Mà đường trung trực thì này vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó đang đó, đúng không em? Đó. Vậy lập tức CE bằng ED. Đó là cách chứng minh. Nha, đó. Nhưng mà khi làm gặp bài này thì không làm cái đó nữa, không cần phải chứng minh gì hết. Em chỉ cần nói rồi, em nhìn này. Nha, đường kính. Nhưng mà khi làm em có thể không cần nói đến cái đường kính đó đâu. Em nói là nếu OE nè, đó nhìn cho em vẽ nha, OE hoặc OA cũng được thẳng sắc. Rồi ta có nè, nếu OE vuông góc với DC nha, OE vuông góc với DC thì lập tức GM CE bằng ED. Đây là định lý đường kính với dây, em chỉ nói về đoạn này rồi. À, đường kính vuông góc với một dây thì lập tức đi qua trục điểm của dây. Đó. Nếu em chứng minh được OE hoặc cả giả thiết là cho nếu OE vuông góc với CD thì lập tức CE bằng ED. Nhật ký đồng hành nha. Và ngược lại đọc thêm một định lý nữa, lý số 3 nha, ngược giống như định lý này thôi mà đọc ngược lại nha. Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của dây, mà dây nằm ngoài không được bị quan tâm những em đó. Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của một dây mà không quan tâm thì lập tức vuông góc với dây, có nghĩa là gì đó, chứng minh thì cũng được thôi đúng không, tam giác cân đó. Đó có OE là đường trung tuyến, lập tức nó chính là đường cao đúng không, hoặc là lập tức nó là đường trung trực thì lập tức nó vuông góc đi đúng không. Nhưng mà không cần, tại mình có định lý rồi, cứ vậy mình làm tới đó. Vậy thì mình học cái định lý này mình sẽ có một thêm một phương pháp chứng minh vuông góc mới nha. Đường kính đi qua trung điểm của dây mà dây này không quan tâm nha thì lập tức vuông góc với dây, lập tức vuông góc với dây đó nha, vuông góc với dây nha. Vậy thì các em nếu nè, em nhìn ra đây, nếu em chứng minh được CE bằng ED thì lập tức OE em chứng minh được OE vuông góc với CD, không cần phải chứng minh, chỉ cần biết ra điều này là được thôi. Đây là định lý đường kính với dây, định lý thứ ba nha. Đó. Vậy thì mình học hai định lý này sẽ vận dụng để làm gì? Thứ nhất dùng để chứng minh vuông góc đường kính đi qua trung điểm ngoài dây không quan tâm lập tức vuông góc với dây nha. Còn sau này em đọc nhanh thì chút xíu cũng được, đường kính làm sao em, đường kính đi qua trung điểm ngoài dây thì vuông góc với dây, đọc nhanh cũng được không sao nha. Rồi và ngược lại đường kính đi vuông góc với dây thì đi qua trung điểm ngoài dây nha. Đó để chứng minh hai cạnh bằng nhau. Rồi vậy thì giờ tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các em vô làm bài tập nha. Các okay, em quan sát đến bài số 10 nha các em. Số 10 nha. Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE, chứng minh rằng bốn điểm BEDC cùng thuộc một đường tròn nha. Vậy trước tiên tôi vẽ hình trước cho các em. Tôi vẽ tam giác ABC trước nha. Vậy này bài số 10 đúng không? Rồi, tam giác không nói làm gì, các em cứ vẽ tam giác nhỏ cho tôi. Các em vẽ tam giác nhỏ được.
ABC. Đó, kể các đường cao BD và CE, đường cao là đường góc này. Này. Rồi, giờ tôi phân tích này. Nhắc em. Rồi nha. Chứng minh rằng 4 điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường trục. Nào, vậy thì ở đây tôi cũng hướng dẫn cho các em hai cách luôn nha. Cách thứ nhất. Nè, quan sát này. Rồi, các em còn nhớ lý thuyết đâu ở bài học số 1 đó. Tôi dạy các em là cách chứng minh một điểm hay là nhiều điểm thuộc một đường tròn nha. Thì muốn chứng minh bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn thì em phải chứng minh nó cách đều một tâm, cách đều tâm nha, hay là cách đều một điểm đó, mà điểm đó chắc chắn là tâm của đường tròn đó, đúng không? Vậy thì giờ tôi hướng dẫn các em câu 3 cách 1 nha. Giờ mình xác định cách đều tâm, tâm ở đâu mới được quan trọng đó. Mình không được nhìn nhận được nó cách đều điểm chỗ nào sao mình làm được, đúng không? Rồi, vậy thì tôi xác định là tâm nó nằm đâu, bốn điểm này cắt đều đi. Vậy thì tôi lấy đây nè, tam giác vuông, em để ý là tam giác vuông, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông thì nằm trên trung điểm cạnh huyền, đúng không em? Vậy thì tôi gọi O là trung điểm của BC, đó, O là trung điểm BC. Vậy tôi chỉ cần chứng minh OE bằng OD bằng OB bằng OC thì bốn điểm này cùng nằm trên một đường tròn đó. Vậy thì là tôi sẽ nối này đó. Rồi, rồi tôi chứng minh bốn điểm này cắt đều O không nha, hai này bằng nhau mà cắt đều rồi. Rồi, nên làm sao chứng minh OE bằng OB bằng OC bằng OD này? Em nhìn vô tam giác vuông BEC, em thấy tam giác vuông BEC không? Rồi trong hình học chương trình lớp 8 bài hình chữ nhật các em học á, đó, các em có một định lý khá quan trọng là gì? Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Đây em. BEC là tam giác vuông, EO là đường trung tuyến, đi qua trung điểm gọi đường trung tuyến. Đó. Vậy đường trung tuyến ứng với cạnh huyền đấy thì bằng nửa cạnh huyền, có nghĩa là đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này bằng BC chia 2. Và tương tự nhìn cho tam giác BDC cũng vậy thôi, DO là đường trung tuyến, mà đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền, đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này luôn. Vậy bốn điểm này cùng nằm trên một đường tròn, đường tròn tâm O, và đường đó chính là đường kính của nó chính là gì? BC, đúng không em? Vậy thì giờ mình trình bày nhá. Rồi, đầu tiên tôi gọi O là trung điểm nha. BC trong tam giác vuông BEC và tam giác vuông BDC có EO. Nè, EO là đường trung tuyến nè. EO bằng OB bằng OC bằng BC chia 2. Đó, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Và tương tự DO cũng bằng OB cũng bằng OC và bằng BC chia 2 luôn. Vậy từ đây các em suy ra điều gì? OE bằng OB bằng OC mà OB OC này bằng OD nữa. Vậy từ đây suy ra EO bằng OB bằng OC bằng luôn OD. Bốn điểm này đều cắt đều một điểm là điểm O nha, kết luận vậy. Điểm B, điểm E, điểm D, điểm C cùng nằm trên một đường tròn nha. Em cùng nằm trên một đường tròn. Cách này. Tôi vẫn ưu tiên em làm cách này ha, này cũng khá là hay đúng không, nhưng mà phải xác định được là cách đều điểm, điểm làm thế nào chứ mới được. Rồi trong lý thuyết ở bài học số 1 các em quên thì em coi lại bài học số 1 lý thuyết tôi đã nhận lý thuyết điều này ha. Rồi em thấy là góc này góc vuông không, góc vuông đúng không, góc BEC là góc vuông đúng không, mà em học trong bài học số 1 là gì, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông nằm trên trung điểm gần huyền, đúng chưa? Vậy thì nè, ta thấy em nhìn thấy góc BEC bằng 90 độ chưa? Vậy
chắc ăn điểm E thuộc đường tròn đường kính BC. Tiếp tục góc này bằng 90 độ rồi. Vậy thì D thuộc đường tròn đường kính BC. Điểm E điểm D thuộc đường tròn đường kính BC. Mà BC chính là đường kính thôi, đúng không? Vậy chắc ăn thuộc đường tròn thôi. Vậy kết luận bốn điểm này cùng nằm trên một đường tròn. Nha các em. Vậy thì trình bày thứ hai, ta có góc BC bằng 90 độ. Suy ra điểm gì em? Điểm E thuộc đường tròn đường kính BC. Đó. Tiếp tục góc tiếp theo là góc gì em? BDC bằng 90 độ. Suy ra điểm D thuộc đường tròn. Đường kính BC. Đây là đây số 2 nha. Đây là số 1. Từ 1 2 suy ra. Đó, suy ra gì? Điểm E điểm D thuộc đường tròn đường kính BC là suy ra, mà BC chắc là đường kính nó nằm trên đường tròn thôi. Suy từ 1 2 suy ra điểm B, điểm E, điểm D, điểm C cùng. Nha các em. Đường kính BC. Rồi tôi vẽ các em coi thử nha. Nó như vậy nè. Đây. Đúng không? Xong này sang gì hai các em học đây là tứ giác trực tiếp á nha. Tôi vẽ nửa trên cho các em nhìn thấy nha. Đó, đây. Hai đường tròn đi qua bốn. Bốn điểm này. Đó. Bốn điểm này cùng nằm trên một đường tròn. Thấy chưa các em? Đó. Đây, các em quan sát đến câu B nha. Thì đây yêu cầu chứng minh DE nhỏ hơn BC. Em nhìn này. Bốn này điểm đó, bốn này điểm điểm này đã thuộc đường tròn này. Và đây là đường kính BC, đúng không? Đó. Rồi, BC là đường kính đúng không? Mà DE có phải là dây không? Mà mình học trong lý thuyết trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất. Đúng không? Vậy thì dây này chắc ăn nhỏ dây này tại vì BC là đường kính mà, đúng không? Vậy thì mình trình bày nha. Rồi, trong đường tròn tâm O. Trong đường tròn tâm O nha các em. Biết vậy cho nó nhanh nha, đường tròn tâm O như vậy nè. Đó, có DE là dây. Còn BC là đường kính. Kết luận được rồi đó ha. Kết luận vậy DE gương nhỏ hơn BC. Đó. Trong một đường tròn đường kính là dây nữa nhé, đúng chưa? Đó. BC là đường kính, cái này là dây, đúng không? Đó. Vậy thì DE nhỏ hơn BC đều chứng minh cho các em. Đây, các em quan sát sang bài 11 nhé các em. Trong đường tròn tâm O đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB nha. Đó. Vậy thì gói H K thứ tự là chân các đường vuông góc kể từ A và B đến CD chứng minh rằng CH bằng DK. Trước tiên tôi vẽ hình cho các em trước nha. Đầu tiên tôi vẽ đường tròn tâm O đường kính AB nha. Vậy các em cứ vẽ đường tròn trước đi nha. Đầu tiên tôi vẽ đường tròn trước cho các em coi nè. Rồi. Đường tròn tâm O trước nha các em. Rồi, khá to phần các em. Đường kính AB, vậy là đơn giản đây. Tôi vẽ đường kính AB đây. Rồi, đây là đường tròn tâm O đường kính AB nha. Nha, đây. Rồi, tiếp theo các em. JCD không cắt đường kính AB. Là vẽ một dây mà không cắt đường kính á. Kính trên cái hình này thôi nha. Đó.
và vẽ lại dây này, vẽ dây dây CD đây đi. Nè. Mà cái em vẽ dây á, em để ý này. Nha, em đừng vẽ song song. Nha, đó, tôi nghĩ em không nên vẽ song song. Đó, hiện tại mình để cho song song rồi vậy, đúng không? Đó, để xem chéo chút xíu. Rồi, tiếp theo. À, rồi hát ca thứ tự là chân các đường vuông góc kể từ A và B xuống CD nha. Vậy thì A kể đường vuông góc xuống đây là chân, nó chân đường đó có nghĩa giống như là gọi là chân đường cao đó ha. Vậy thì nó không để vậy thì không thể vẽ được đâu nha, em phải được kéo dài đường CD ra được nha, kéo dài đường làm CD ra. Đó, đây tăng một góc số đây. Đó, hát và ca, hát và ca lần lượt ở chân đường vuông góc kể từ A và B xuống đoạn hẳn CD nha. Đường góc thứ nhất, đường góc hai này. Đó, một góc rồi nhỉ các em. Rồi. Đó. Rồi, người ta yêu cầu này. Đây tầm ô nhỉ các em. Người ta yêu cầu mình chứng minh. Chứng minh cái này cao nha. CH bằng DK, đúng không các em? Đó. CH bằng DK. Rồi, để vậy cái người ta yêu cầu này em. Đó, chứng minh hai này bằng nhau. Để vậy thì các em, theo tôi để vậy các em không thể suy nghĩ được đâu nha. Vậy thì trong đây, trong cái bài này, bài tập á, người ta gợi ý cho mình một cách nha. Đó là em yêu cầu em kể OM vuông góc với CD nha. Tôi kể OM vuông góc với CD. Em cầm một góc số. Góc này. Rồi, vậy thì người ta gợi ý vậy thì mình sẽ giải nha. Để mình làm như thế này. Đó. Vậy cũng vậy đơn, mình nói là cái OM vuông góc với CD. Vậy thì em có một cái định lý em học rồi, rất quan trọng đúng không? Đường kính vuông góc với dây thì vì có chung điểm của dây ấy thì lập tức cái khúc này à, khúc CM bằng MD nha. Tôi chỉ ra đây luôn, để đây sẵn sàng. CM bằng MD. Đó, để đây ha. Rồi, khúc này bằng nhau này. Rồi, giờ mình làm muốn chứng minh được khúc khúc gì em? Khúc CH bằng DK. Đó, khi nào em? Khi em chứng minh được đoạn này, thì khúc từ đây này em. Đó, khúc khúc hát em nha, em hát đó bằng khúc MK. Tại vì khúc ngắn này bằng khúc dài trừ đi khúc này, đúng không? Khúc DK này bằng khúc MK này trừ đi MHD. Các em hiểu vấn đề đó nào? CH thì bằng HM trừ đi CM, CDK thì bằng MK trừ đi MD. Mà hai này bằng nhau này. Vậy chỉ cần chứng minh được hai khúc này bằng nhau thôi, có nghĩa là khúc HM bằng khúc MK thì lập tức hai khúc ngắn này bằng nhau, bằng nhau, đúng không? Nhưng mà vấn đề chứng minh được HM bằng MK là cả một vấn đề nha. Vậy thì tôi sẽ chưa hướng dẫn các em cách chứng minh HM bằng MK cho các em coi nha. Rồi, các em nhớ ha. Trong bài học này các em phải nhắc lại nha. Ai quên lý thuyết thì tôi nhắc lại hết, các em để ý vô một chút xíu. Rồi, các em nhớ này. Thứ nhất, muốn làm được bài này các em phải nhớ đến đường trung bình của hình thang nha. Đó, trong đây có hình thang nha. Bằng hai này, hai cái đối song song này, này song song này, này song song này, song song này, đi cùng vuông góc với đi CD đúng không? Ba đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng sao đây? Song song với nhau đúng không? Mà tứ giác có hai cái đối song song với nhau là hình thang đó, liên quan đến lý thuyết đầu tiên là hình thang chứ mình thang. Mà đây là hình thang vuông nhưng mà chẳng cần nói hình thang vuông đâu, nói hình thang thường là được rồi nhá. Rồi tôi nhắc lại nè, em muốn chứng minh được HM bằng MK thì em nhớ đến định lý một trong hình thang định lý, nếu chính xác là bài học đây là định lý số 4 ha. Nhưng mà khi em cần không cần nhớ được đó đâu, em nhớ định lý này. Em muốn chứng minh nó được khúc này nè và khúc này nè, em nhớ nha. Định lý số 3 các em, định lý số 3 chính xác là định lý số 3. Đường thẳng đi qua trung điểm nha, đi qua trung điểm cạnh bên thứ nhất của hình thang đây, hay qua trung điểm ăn bằng nhau này nhé, bán kính thì bằng nhau chứ đúng không? Này, đường thẳng đi qua trung điểm cạnh bên thứ nhất của hình thang và song song với hai đáy, song song với hai đáy nha, thì đi qua trung điểm cạnh bên còn lại thì cạnh này và cạnh này đúng không?
đúng không, để libra một năm đó. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh bên thứ nhất của anh ta, song song với hai đáy lập tức đi qua trung điểm cạnh bên thì cạnh này cạnh này đó, hai cạnh lớn bằng nhau trừ đi hai cạnh nhỏ bằng nhau với chiếc bên đây này. Thì lập tức ra hai cái đáp số thì bằng gì, bằng nhau. Nhưng mà bài này trước kia các em phải chứng minh đây là hàng trước mới được nha. Vậy thì em thì bài hàng bằng đó nào. Ta có câu nói ba này song song với nhau luôn. Ta có AH song song với BK và song song với OM luôn. Giải thích ra vì cùng vuông góc với CD, vì cùng vuông góc với CD. Nghe kia đó, mình học rồi. Hai đường thẳng cùng hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Ở đây có ba đường thẳng cũng vậy thôi nha. Đó. Vậy thì thứ nhất em phải suy ra được tứ giác AHBK. Đây là hai người song song này. AHKB là hình hàng. Đó. Là hình hàng. Rồi. Rồi, giờ tôi phân tích nè. Rồi, trong hình hàng đường nào đi qua trung điểm thứ nhất là song song hai đáy người chứng minh này. Thì lập tức đi qua trung điểm bên còn lại của hình hàng nha. Rồi, xuống hàng nha. Trong hình hàng AH KB có OE bằng OB. Chắc chắn là bán kính của đường tròn bằng nhau, đúng không? Đó, đường thẳng đi qua trung điểm cạnh bên thứ nhất của hình hàng song song hai đáy OM. À, song song với AH và song song với gì em? BK. Chứng minh trên, chứng minh ở đây thì lập tức suy ra gì em? HM bằng gì em? MK. Đó. Em kỹ hơn thì em ghi là định lý 3 đường trung bình. Còn không thôi, ghi vậy thôi là được rồi, không cần giải thích nha. Đó. Rồi, giờ tôi phân tích này. Mà em đặt đây cho tôi là số 1 đây ha. Đây là số 2 này. Mà C H thì bằng HM trừ ICM. Rồi DK bằng MK trừ đi MD. Đặt đây là 3, đây là 4 chứ không. Từ 1, 2, 3, 4 nha. Tôi sẽ suy ra này. Em nhìn nào. CM bằng MD. À, CM bằng MD. Hai này bằng nhau nè. Rồi, HM bằng MK. HM bằng MK. Hai thằng bằng nhau, trừ đi hai thằng bằng nhau thì chắc ăn ra hai cặp số bằng nhau. Kết luận từ 1, 2, 3, 4 suy ra CH bằng DK nha các em. Rồi, các em chỉ phải vào.